Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chơi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Xin chào tất cả quý vị và các bạn có mặt tại trường quay Ai Là Triệu Phú. Xin chào người dẫn chương trình. Tôi là Trần Thủ Đô, hiện đang ở Hà Nội. Tôi đến với chương trình Ai Là Triệu Phú muốn tham gia học hỏi kiến thức và muốn chinh phục những câu hỏi của chương trình Ai Là Phú đến câu hỏi cuối cùng. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Xin chào. Chúng ta có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là 5, 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân, hỏi đồng hành với bạn. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Tôi sẵn sàng. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. Con gì bé nhỏ tí ti, đêm về đốm lửa lập lòe sáng ghê, châu chấu, đom đóm, chuồn chuồn hay là cào cào? Tôi xin chọn phương án B, phương án trả lời cuối cùng của tôi. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Khi thưởng thức nước trà xanh, người ta thường dùng kèm món kẹo nào sau đây? Kẹo mút, kẹo cao su, kẹo lạc hay là kẹo bông gòn? Khi thưởng thức nước trà xanh, người ta thường dùng kẹo nào sau đây? Nói chung là tôi thì nghiện chè, gọi chè đá. Thế là tôi xin chọn phương án cuối cùng của tôi là C, kẹo lạc. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ xa mặt cách 3 chấm? Tình, tâm, lòng hay là tim? Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ xanh mặt cách lòng? Xa mặt cách lòng. Tôi xin chọn phương án cuối cùng của tôi là C, lòng. Xa xin mặt mời cách lòng. Tay ạ, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ thi sĩ, nhà báo, nhạc sĩ, nhà thơ hay là nghệ sĩ? Câu này thì tôi xin chọn phương án cuối cùng của tôi là C, nhà thơ. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Đâu là chế phẩm từ sữa? Tiêu, bơ, muối hay là đường? Xin mời bạn. Đâu là chế phẩm từ sữa? Bơ. Từ sữa thì chắc chắn là bơ rồi. Không thể tiêu thì phải đặc, muối thì mặn, đường thì ngọt, bơ gì. Tôi xin trả lời câu trả lời cuối cùng của tôi là B, bơ. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Sẵn sàng. Xin mời câu hỏi số 6. Đèo nào dài nhất Việt Nam? Đèo Khao Phạ, đèo Hải Vân, đèo Ô Quy Hồ hay là đèo Pha Đin? Đèo nào dài nhất Việt Nam? Câu này nếu mà ai mà không tỉnh táo, theo tôi nghĩ thì sẽ trả lời là đèo Hải Vân. Nhưng mà tôi thì tôi biết chắc là đèo Ô Quy Hồ mới là đèo dài nhất Việt Nam mình. Nếu theo tôi thì tôi khẳng định
Chứ nếu mà người khác mà chơi chương trình này thì sẽ bị nhập. Đèo Ô Quy Hồ ít người biết đến, nếu mà để mà nói ra thì ít người biết đến, nhưng mà thực tế cái đèo này nó dài nhất Việt Nam luôn, tôi cũng chạy qua rồi. Tôi xin trả lời câu cuối cùng của tôi là C, đèo Ô Quy Hồ. Phương án C là đáp án cuối cùng của bạn. Riêng với câu này thì câu trả lời, xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Đây là tỉnh cái đèo dính dài nhất Việt Nam với độ dài lên đến 50 km ở trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn. Xin mời câu hỏi số 7. Cặp vợ chồng vận động viên trong bộ môn nào cùng giành huy chương vàng tại SEA Games 31? Cờ vua, thể dục dụng cụ, đấu kiếm hay là bắn súng? Cặp vận động viên là thể dục dụng cụ thì không có vợ chồng nào đạt được. A, cờ vua. Tôi xin chọn phương án trả lời cuối cùng của tôi, cờ vua. A. A. Có lẽ là bản thân tôi muốn được nghỉ một chút. Chúng ta nghỉ một ít phút. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Phương án A. Riêng với câu này thì câu trả lời và phương án A là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Đây là chiến thắng của cặp vợ chồng đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn và vợ mình là Phạm Lê Thảo Nguyên. Họ đã trở thành cặp đôi lịch sử của Việt Nam, lần đầu tiên cả vợ cả chồng cùng thi đấu chung kết và cùng kết thúc để vô địch chung một thời điểm. Xin mời câu hỏi số 8. Sabin là tên một loại vaccine sử dụng trong ngành y tế để phòng chống bệnh gì? Ho gà, uốn ván, bại liệt hay là sởi? Sabin là tên một loại vaccine sử dụng trong ngành y để phòng chống bệnh gì? Ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi. Cái này, cái vaccine này thì nó đúng ra là tôi cũng vừa đi tiêm cho cháu xong. Nó đúng câu đấy. Số tôi đúng rồi, câu đỏ, nếu mà không thì cũng khó đấy. Đấy, cũng khó. Câu này thì đúng là khó có thể là biết được. Nhưng mà tôi vừa đi tiêm cho cháu xong. Cái vaccine là chống bại liệt. Đấy, thế tôi xin trả lời là câu cuối cùng trả lời của tôi chọn phương án là C, bại liệt. Phương án C. Và đây là một đáp án. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Vaccine này là do nhà khoa học Albert Sabin phát triển nên nó lấy tên luôn là vaccine Sabin. Xin mời câu hỏi số 9. Kỳ thủ Lê Quang Liêm là đại kiện tướng môn cờ nào? Cờ vây, cờ vua, cờ tướng hay là cờ shogi? Kỳ thủ Lê Quang Liêm là đại kiện tướng môn cờ nào? Cờ vây không phải, cờ sư không phải rồi. Thì còn cờ vua và cờ tướng. Quyền trợ giúp thì tôi muốn để lại những câu sau. Tôi xin chọn phương án B là câu trả lời cuối cùng của tôi, cờ vua. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Riêng với câu này thì câu trả lời chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Nhớ, nổi tiếng Lê Quang Liêm.
Lê Quang Liêm là nhà vô địch thế giới nội dung cờ chớp năm 2013 và vô địch châu Á năm 2019. Xin mời câu hỏi số 10. Vòng chung kết FIFA Houston World Cup 2021 được tổ chức ở quốc gia nào? Lithuania, Ba Lan, Belarus hay là Estonia? Vòng chung kết San Quốc 2021 tổ chức của quốc gia Lào, Lithuania, Ba Lan, Belarus, Estonia. Tôi lại sang khó này. Tôi xin trợ giúp, gọi điện cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Câu khó. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Đá thì biết hút xa này không chắc chắn. Tôi chọn phương án A. Phương án A. Phương án A. Tôi xin trả lời theo người trợ giúp của tôi. Phương án A là phương án cuối cùng của tôi. Lithuania. Riêng với câu này thì câu trả lời A. Xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Tôi xin cảm ơn người trợ giúp cho tôi. Khó quá, câu này khó. Khó đối với tôi thôi, dễ với một số người khác. Dễ những người đã biết. Bạn đã vượt qua câu số 10. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Tôi sẵn sàng. Lâu lắm tôi mới được ký xét. Vâng. Xin gửi lại. Xin mời câu số 11. Bức ảnh Thung lũng lúa chín đoạt giải vàng cuộc thi ảnh toàn cảnh quốc tế 2022 được chụp ở đâu? Mù Cang Chải, Yên Bái, Sapa, Lào Cai, Phong Nậm, Cao Bằng hay là Bắc Sơn, Lạng Sơn? Có thể mỗi một cái tên nó thoáng qua đầu chúng ta thì nó để lại chúng ta những cái ám ảnh, và sau đó anh em mình hay bị gọi là cảm thấy quen thuộc khi đọc lại nó ở đâu đấy. Đã rất nhiều người chơi của chúng tôi mắc phải bức lỗi ảnh này khi họ thấy một thông tin quen quen, họ đã nghĩ rằng thông tin đấy là thông tin đúng. Bức ảnh Thung lũng lúa chín đoạt giải vàng cuộc thi ảnh toàn quốc toàn cảnh quốc tế 2022 được chụp ở đâu? Bức ảnh tôi được xem à? May đúng rồi, hôm nay mình thử sức ai triệu phú thì thực tế là có một số may. Tôi đã xem bức ảnh này rồi. Phong Nậm. Ở Phong Nậm. Tôi xin chọn phương án trả lời cuối cùng của tôi là Phong Nậm. Phương án C. Cao Bằng. Bạn đã chọn câu C. Bức ảnh này tôi cũng được xem rồi. Có lẽ là bản thân tôi muốn được nghỉ một chút. Chúng ta nghỉ 100%. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Phương án C. Riêng với câu này thì câu trả lời phương án C hoàn toàn chính xác. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Xin gửi lại chương trình. Xin mời câu hỏi số 12. Phi hành gia nào là người trái đất đầu tiên chơi golf trên mặt trăng? Alan Shepard, Neil Armstrong, David Scott
hay là bớt Adrin? Thiên hành nào là người trái đất đầu tiên chơi golf trên vương trên mặt trăng? Astrom Nhi. Câu này Alan và tôi xin tôi đang phân vân giữa phương án A và phương án B. Câu này cũng không Astrom, Astrom. Thế nhưng mà đây lại đánh chơi gôn. Tôi xin quyền trợ giúp 50-50. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Thế thì tôi đang phân vân hai phương án A và B. Thì bây giờ phương án B mất rồi thì tôi chọn phương án A. Alan Spur Park. À, là đáp án cuối cùng của bạn. Và đáp án đúng của câu này hoàn toàn chính xác. Không. Năm 1971, chỉ huy tàu Apollo 14 là Sepat đã đánh một vài đường gốc trên mặt trăng. Quả bóng đầu tiên bay được 22 mét, quả bóng thứ hai bay được khoảng 37 mét. Cho đến nay, ông vẫn là người duy nhất làm việc này trên mặt trăng. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc. Tấm séc của bạn. Xin giữ hộ để chinh phục tiếp. Xin mời câu hỏi số 13. Văn hóa ẩm thực đường phố của nước nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào ngày 16 tháng 12 năm 2020? Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan hay là Singapore? Văn hóa ẩm thực đường phố của nước Lào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào ngày 16 tháng 12 năm 2020. Singapore chắc chắn nó không phải. Malai, Ấn Độ, Thái Lan thì còn Thái Lan. Ẩm thực văn hóa ẩm thực đường phố. Tôi xin trợ giúp các nhà thông thái. Hỏi ý kiến nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Em xin trợ giúp cho người chơi câu hỏi này, đáp án là đáp án D. Và với câu hỏi này thì Sáu xin trợ giúp cho người chơi là đáp án D ạ. Thế mà mình loại ngay xin qua từ đầu. Không xin quyền trợ giúp mà thì khả năng là dụng mất rồi. Tôi nghe theo người các nhà thông thái, tôi gọi phương án cuối cùng của tôi là D, Singapore. Đáp án D là đáp án cuối cùng. Và đáp án đúng của câu này D, hoàn toàn đúng. Xin cảm ơn các nhà thông thái. Mình Singapore loại đầu tiên. Sau quá trình chuẩn bị hơn 2 năm thì văn hóa ẩm thực đường phố chính thức trở thành di sản thế giới thứ hai của Singapore. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Xin gửi lại chương trình. Xin mời câu hỏi số 14. Đâu là một trong bốn món ăn Việt Nam được CNN bình chọn là ngon nhất thế giới và khuyến khích du khách nên thử trong năm 2022? Bánh bò, bánh cam, bánh trưng hay là bánh bột lọc?
đâu là một trong bạn biết rất nhiều món ăn. Chính vì thế nên là khi bạn truy cập vào kho dữ liệu của bạn thì trong một khoảng thời gian ngắn có thể nó cũng sẽ hơi rối một chút, nên hãy bình tĩnh và hãy cẩn thận, đừng để kho dữ liệu của mình lừa mình. Đâu là một trong bốn món ăn Việt Nam được CNN bình chọn là ngon nhất thế giới và khuyến khích du khách nên thử trong năm 2022? Bánh bò, bánh cam, bánh chưng, bánh bột lọc. Bánh bò thì không phải, bánh chưng thì cũng không, bánh chưng nó bình thường. Tôi chỉ có phân vân bánh cam và bánh bột lọc. Câu này là tôi dành quyền trợ giúp để câu sau. Tôi nghe câu này đến 80% là bánh cam. 80%. Nếu theo tôi là 80%, tôi đánh đổi 80% để cái quyền trợ giúp tôi vào câu sau. Tôi xin chọn phương án B, bánh cam. Phương án B. Và đáp án đúng của câu này và phương án B là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn. Wow, quyết định được. Quá là cái. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc của bạn. Xin gửi lại chương trình. Xin mời câu hỏi số 15. Tác phẩm nào của họa sĩ Tô Ngọc Vân đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2013? Thiếu nữ bên hoa huệ, đốt đuốc đi học, hai thiếu nữ và em bé, hay là nghỉ chân bên đồi? Tác phẩm nào của họa sĩ Tô Ngọc Vân đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2013? Tôi cũng nghe rồi. Hai thiếu nữ và em bé, nhưng mà câu này là câu cuối cùng, tôi còn một quyền trợ giúp nữa. Thì tôi xin được quyền trợ giúp cuối cùng. Tôi xin quyền trợ giúp cuối cùng. Đồng hành cùng người chơi. Người đồng hành với bạn. Em khẳng định. Trợ giúp cho người chơi của chúng tôi. Xin mời bạn. Và em xin trợ giúp cho người chơi là đáp án C. Người đồng hành cùng chung với mình là phương án C. Câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi là thôi, tôi xin trả lời câu cuối cùng của tôi là phương án C. Vậy tôi cũng đang phân vân mà có người đồng hành cũng trả lời cùng với tôi. Hai thiếu nữ và em bé, câu trả lời bạn cuối cùng của câu tôi C. Câu C. Riêng với câu này thì câu trả lời lựa chọn vừa rồi là một lựa chọn hoàn toàn chính xác. Wow. Tôi cũng người chơi cùng chiến thắng 150 triệu. Yeah. Ôi giời. Thực hiện được hành trình từ câu hỏi số 1 và đến tận câu hỏi số 15. Xin chúc mừng bạn. Và xin thay mặt chương trình, tôi sẽ gửi tặng bạn tấm séc của bạn. Xin cảm ơn. Vâng, bạn là một trong những người chơi rất xuất sắc của chương trình Ai Là Triệu Phú. Rất cảm ơn bạn vì đến tham dự chương trình và có một phần thi hết sức xuất sắc. Và đây là phần thưởng rất xứng đáng với bạn. Xin chúc những người chơi tiếp theo đạt được giải cao. Xin chào, hẹn gặp lại.